Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một công cụ rất là hiệu quả, rất là hay trong Revit để xử lý những các cái đường nét mà chúng ta mong muốn. Như các bạn thấy trong mô hình, chúng ta có đối tượng tường và đối tượng cầu thang là chưa được join với nhau. Cái này là Revit không hỗ trợ. Từ đó thì nó sẽ sinh ra những các cái đường nét không mong muốn này. Bây giờ chúng ta muốn ẩn nó đi, tắt nó đi thì các bạn sẽ dùng công cụ trong Menu Modify, chúng ta tìm đến Lightwork. Các bạn sẽ chọn kiểu đường nét mà chúng ta muốn sử dụng, ví dụ như Invisible Light là dạng nét ẩn. Sau đó chúng ta sẽ tích lần lượt vào những các cái cạnh mà chúng ta muốn ẩn nó đi. Các bạn có thể zoom lên để làm cho kỹ. Ok. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể dùng Lightwork và chọn các kiểu lifestyle khác nhau. Ví dụ như ở đây mình chọn dạng nét đứt, dạng nét hidden và tích vào một đối tượng. Đúng không? Các bạn sẽ quan sát là nó sẽ lập tức chuyển thành dạng hidden. Tuy nhiên thì nó không đúng bản chất của đối tượng. Cho nên cái việc các bạn sử dụng Lightwork thì chúng ta cần phải có một cái sự kiểm soát.